Thưa quý vị, sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ lần thứ tư năm 2022 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đến dự. Tham gia ngày hội có 300 em thiếu nhi đến từ các quận huyện và trung tâm từ thiện trên địa bàn thành phố. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi thành phố có được một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhân tháng hành động vì trẻ em, qua đó thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn, đội cùng các cơ sở ban ngành thành phố trong việc chăm sóc, giáo dục các em thiếu niên nhi đồng. Tại ngày hội, các em thiếu nhi đã được tham gia nhiều hoạt động như liên hoan các nhóm tuyên truyền mang non về các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, thi vẽ tranh quê hương trong tim em, rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về luật trẻ em và giáo dục sức khỏe giới tính, team building, sinh hoạt dân vũ. Con cảm thấy rất là vui, con được tham gia rất là nhiều hoạt động bổ ích. Con mong muốn rằng là sẽ có những ngày hội vui như thế này nữa để con được vui chơi nhiều hơn. Con cảm thấy rất là vui, con mong muốn trong dịp hè này thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt tại chương trình, Thành đoàn, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã vận động nguồn kinh phí trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 300 suất quà cho các em tham gia ngày hội và trao 10 suất hỗ trợ chương trình mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi được Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em nhận đỡ đầu.